Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến quay trở lại với TNC Channel. Mình vẫn đang hơi bị sốc tâm lý một tí anh em ạ. Mình chưa hoàn hồn. Biết sao? Extra nhiều mã bàn phím dã man anh em ạ. Ok, và hôm nay chúng ta lại đến với một mẫu bàn phím mới mà không mới, bình cũ nhưng rượu mới, đến từ Extra. Đó là bộ đôi EK387 Pro nhưng là Sweet Gateron. Và EK3104 Pro nhưng là Sweet. Đúng rồi đấy, Gateron. Vậy thì những chiếc bàn phím này nó sẽ có gì khác, có gì mới? Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ đập hộp đi. Lâu rồi mình không đập hộp bàn phím Extra. Ồ, nguyên siêu à? Đây rồi. Những chiếc bàn phím mới đến từ Extra thì anh em sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ có thiết kế như thế nào? Trong hộp có gì mới lạ? Hãy cùng tìm hiểu nào. Đầu tiên, mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mặt anh em sẽ là một cái bọc như thế này. Và bên trong bọc sẽ lòi ra cái bàn phím. Đó, đây là phiên bản 387. Đây, 387 Pro. Dĩ nhiên rồi, phụ kiện thì anh em vẫn sẽ có key puller để nhổ keycap nếu anh em trong trường hợp muốn vệ sinh hoặc là muốn thay bộ keycap khác xịn xò hơn. Hoặc là đây anh em cũng sẽ có thêm một cái thẻ bảo hành sản phẩm chính hãng đến từ Extra. Chúng ta sẽ có một cái giấy hướng dẫn sử dụng. Cái này mới này, cái tờ giấy này nó sẽ khá là chi tiết. Chất lượng in và giấy in cũng rất là tốt. Chúng ta sẽ có gì đây? Sao lại bằng tiếng Anh ta? Extra thương hiệu Việt Nam mà, hãy viết bằng tiếng Việt đi chứ. Bỏ qua đi, tiếng Anh thì anh em Google Translate cũng nhanh thôi. Ở đây thì anh em sẽ có một cọng dây USB Type-C màu đen, bọc dù với độ dài tương đối là dài. Ok, phụ kiện thì chỉ có vậy. Chúng ta sẽ đến với EK3104 Pro Gateron. Cũng là tờ giấy hướng dẫn nhưng mà đã bị quăn queo một chút. Cũng là chiếc bàn phím được để trong bọc. Cũng là một tờ thẻ bảo hành và key puller. Và cuối cùng anh em biết gì không? Đúng rồi, dây USB Type-C. Rồi, về phụ kiện thì cả hai chiếc bàn phím này không có gì khác biệt cả. Nó là như nhau thôi. Ngoài ra thì nếu như mà anh em mua Extra, bàn phím cơ Extra phiên bản là EK387 và 3104 Pro tại TNC trong thời điểm này thì chúng ta sẽ có một cái phần quà rất là ấn tượng nữa tặng kèm theo, đó chính là một chiếc keycap cờ đỏ sao vàng mà mình đã giới thiệu đến anh em trong một cái video đánh giá bàn phím cơ Extra gần đây nhất. Anh em có thể mở lại xem bằng cách nhấn vào chữ Y ở trên đầu mình chạy ra nhé, góc bên này đâu đấy. Đấy. Rồi, cái keycap đó thì sẽ phù hợp với cả cái hàng trên cùng này, anh em có thể thay vào bất kỳ một cái phím nào trên này mà anh em muốn, và thường sẽ là cái phím Escape. Rồi, về EK387 và EK3104 Pro thì chúng ta cũng sẽ có cái úp như thế này. Cái này là một cái phụ kiện rất nhỏ và trông có vẻ là đơn giản, và nhiều anh em đôi khi nếu chúng ta không biết sẽ vứt đi, nhưng mà nó sẽ có tác dụng rất là lớn trong quá trình anh em sử dụng. Đấy là anh em không dùng, anh em đậy vào, phòng của anh em dù sạch đến mấy, dù ở trong nhà không phải là nhà mặt đường thì nó vẫn có bụi. Bụi lớn bụi bé thì để lâu nó vẫn có bụi, và anh em không dùng hãy đậy lên, nó sẽ rất là bền và sạch sẽ cho chiếc bàn phím chúng ta về lâu về dài. Ví dụ như là bình thường anh em 6 tháng 1 năm anh em phải vệ sinh bàn phím một lần, thì nếu anh em chỉ cần thêm một thao tác đậy bàn phím lên thôi thì chúng ta có thể kéo dài cái thời gian đó lên khoảng vài năm chẳng hạn. Đấy là với điều kiện anh em không ăn bánh mì hay là ăn mì tôm hay là làm gì đó mà chảy rơi vào đây nhá. Về thiết kế thì sao? Chúng ta vẫn sẽ có một cái thiết kế rất là cơ bản và quen thuộc đến từ những chiếc bàn phím cơ Extra dòng EK. Đấy, EK387 thì nó vẫn thế, chúng ta vẫn sẽ có một cái form rất là cơ bản như này, vẫn có thể dễ dàng tháo lắp bằng cách là dùng móng tay cậy. Nhưng mà móng tay mình dạo này hơi ngắn và hơi yếu cho nên là mình sẽ không demo cái khoản bóc ở đây nữa. Mặt sau thì anh em sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ có đường rãnh để đi dây này, anh em có thể đi dây theo 3 chiều khác nhau, thẳng ra đằng sau bàn phím, sang bên trái hoặc sang bên cạnh phải. Cái này rất là tiện lợi để cho anh em có được những cái setup góc gaming nó thật là gọn gàng và thật là tinh tế. Cái điều nữa mình rất thích đó chính là cái kickstand 2 nấc. Anh em có thể chọn cái nấc thấp hoặc là nấc cao như này, tùy vào cái tư thế tay mà anh em quen thuộc. Với cá nhân mình thì mình sẽ thường để ở cái nấc giữa này. Tại vì sao? Bởi vì là khi mà mình gõ nhiều ấy thì bàn phím có độ dốc lớn hơn, mình cảm thấy, với cá nhân mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và nếu như mà mình có thêm một cái cây tay nữa, mình lại không để cây tay ở đây, nhưng mà đại khái là cái cây tay nó cao lên khoảng bằng cái điện thoại mình nhô nhô đây này. Đấy, thì cái độ dốc này nó sẽ rất là phù hợp. Còn nếu như mà anh em kiểu hardcore thì anh em có thể để độ dốc cao hơn, nhưng mà thường mình thấy là anh em thường sẽ không để độ dốc hoặc là độ dốc vừa phải như này. Chứ còn nhiều cái bàn phím mình thấy là chỉ có một chân kickstand duy nhất với một cái cao độ duy nhất thì nó sẽ hơi khó để tìm ra được một cái góc sử dụng nó vừa phải. Anh em hãy comment cho mình biết là anh em thường sử dụng cái độ dốc bao nhiêu nhá.
Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với các cái fit cao su đi. Fit cao su thì nhiều vô kể luôn. Anh em sẽ có 1, 2, 3, 4 mỗi chân kickstand này lại là một cái nữa. Đảm bảo là khi anh em sử dụng đặt trên bàn nó sẽ rất là chắc chắn và nó không xê dịch ở đâu cả. Hiện tại thì nó đang khá là dễ xê dịch. Anh em biết tại sao? Tại vì bàn phím mới bóc hộp ra mà, cho nên chúng ta vẫn còn cái ni lông nó dán ở trên những cái fit này. Cho nên về anh em nhớ là bóc ra nhá thì nó sẽ bám tốt hơn. Còn nếu anh em muốn để zin, muốn kiểu bảo quản tốt nhất có thể thì anh em không bóc được. Có một cái điểm này nếu anh em để ý từ đầu video đến giờ ấy, là cái bàn phím này sử dụng bộ keycap Skydon. Trước đây thì chúng ta có một chiếc bàn phím cơ Edra, nó là phiên bản Skydon luôn. Thì bây giờ EK387 và 3104 Pro Gateron sẽ được trang bị cái bộ keycap này. Đây là một bộ keycap cực kỳ giá trị, anh em biết tại sao không? Bởi vì nó không phải ABS, nó là PBT. PBT Double Shot. Riêng bộ keycap này không thôi đã có giá trị phải mình nghĩ là quá nửa con bàn phím rồi. Thế mà Edra họ vẫn xoay sở làm sao để cho chúng ta một cái bộ Switch Gateron cùng với keycap Skydon PBT Double Shot. Ra gì đấy, đúng là trong tầm giá này không có đối thủ nào đọ lại được với Edra. Ở đây thì có một cái chi tiết nữa mình cũng thấy là có thể là bạn không thích, có thể là bạn thích, nhưng với cá nhân mình thì mình hơi không thích lắm. Đấy là cái hàng đèn ở đây, cái đèn phím cắt lốc này, rồi thì phím num lock này, rồi thì phím khóa bàn phím, thì những cái đèn trạng thái ở đây này, nó đặt ở rãnh này nó hơi sâu một chút, cho nên nếu như mà mình không có cái độ nghiêng của bàn phím, độ dốc ấy, thì nhìn ở góc như này, bình thường như này, mình sẽ rất khó để nhận ra những cái hàng đèn đấy. Có thể là Edra họ có thể cho xuống dưới này cũng được, cái khoảng trống này đây, để khoảng trống này nó hơi đơ. Nhưng mà có nhiều bạn ấy không thích cái khoảng trống này nó có cái gì cả, các bạn thích để trống như này lại thích hơn. Đấy là tùy sở thích mỗi người nhá. Nhưng mà với cá nhân mình thì cái hàng đèn đây nó hơi khuất. Đấy, bên cạnh đó thì có lẽ là không còn gì để chê với chiếc bàn phím này nữa rồi. Bởi vì khi mà mình đánh giá một cái bàn phím ấy, mình sẽ có một tâm lý là dựa trên cái tầm giá của nó. Ví dụ mình đánh giá một cái bàn phím 2-3 triệu chẳng hạn, lúc đấy thì mình sẽ nghĩ nó phải thế nọ, phải thế kia. Nhưng mà với Edra ấy, thì mình luôn đặt cái tâm lý của mình đây là một sản phẩm có mức giá cực kỳ là hấp dẫn. Với chiếc bàn phím này thì anh em bỏ ra chưa đến 1 triệu, hơn 900 nghìn thôi. Còn cái này thì là 1.149.000 thì phải. Đấy, đấy là giá hiện tại trong ngày hôm nay tại TNC Store thì là như vậy. Thì với tầm giá này thì có lẽ là Edra đã nhét vào mồm mình quá nhiều thứ so với những gì mình có thể đòi hỏi ở trên một chiếc bàn phím như thế. Vậy thì cái quan trọng bây giờ anh em cần quan tâm là gì? Đó là chất lượng build cũng như là những cái switch, những cái stab, những cái chi tiết bên trong này được Edra họ chỉnh chu đến mức nào, chăm sóc tốt đến đâu. Thì ở đây mình có thể thấy là khi mà mình nhấc cái thanh spay lên, một cái phím rất là lớn và nó sẽ có cái thanh cân bằng ở dưới. Mình đã nhận ra đây là cái bộ cân bằng của Cherry anh em ạ. Đây là stab Cherry và đã có một lớp mỡ ở dưới, tức là đã được lúp sẵn. Tuy nhiên thì đây là lúp công nghiệp anh em ạ, chứ chưa thể nào kỹ bằng việc là anh em tự tháo ra anh em lúp được. Cho nên là những cái âm thanh mà nó phát ra ấy, nó cũng chưa thể gọi là quá là trau chuốt so với những chiếc bàn phím đắt tiền nhá. Còn với những cái bàn phím tầm giá này thì mình nghĩ là được. Đây, mình sẽ cho anh em nghe thử. Đây là phiên bản Gateron Blue nhé. Đây là mình đặt tay, mình không nhấc tay lên mà mình chỉ nhấn space thôi. Anh em vẫn nghe thấy hơi gai gai đúng không? Đấy. Còn nếu như mà mình nhấc cả ngón tay lên và mình, anh em nghe tiếng bottom bao không? Nó rất là đanh. Cục cục cục. Và đây là mình không nhấn mà mình chỉ day day nhẹ cái phím này thôi, nó sẽ có tiếng như thế này. Đó anh em thấy không? Tức là sao? Nó vẫn chưa thực sự là chắc chắn. Nhưng mà đổi lại thì đó là cái phím rất là lớn, và để cân bằng được cái phím này thì đòi hỏi một cái sự gọi là tinh chỉnh rất là kỹ đến từ Edra. Và thường thì cái điều này mình thấy là những cái bàn phím thật sự đắt tiền thì họ mới có như vậy. Và thậm chí là bàn phím thật sự đắt tiền, anh em về, những anh em nào chơi bàn phím cơ mà chơi sâu ấy thì vẫn tháo ra và làm lại hết từ A đến Z. Cho nên là cái này mình nghĩ là ở trong tầm này là quá ok rồi, chứ không phải là ok ở mức bình thường nữa. Ở những phím khác ví dụ như là phím Shift hay là Enter thì ổn. Mặc dù là cái phím Shift này khi mà mình gõ ở phía cạnh viền của nó thì nó sẽ hơi kênh một chút, tức là cái thanh cân bằng có vẻ như là chưa ổn, nó chưa nhấn đều phím. Phím cách thì ổn, phím cách thì không bị kênh quá nhiều, nhưng phím Shift thì lại hơi kênh. Enter cũng vậy, những phím lớn như này.
Còn về cảm giác nhấn hay là gõ với tốc độ cao thì mình nghĩ là cũng ổn thôi. Đây mình phải kiếm cái gì đấy để mình kê cái mic lên cho nó khỏi bị đập vào bàn khi mà mình gõ. Đây, tạm thời cái khăn này đi. Đấy, để cho nó êm. Và mình sẽ gõ thử cho anh em nghe một đoạn. Khá ổn đúng không? Gaterong thì có lẽ là cái chất lượng của Gaterong thì không cần phải bàn cãi gì nhiều nữa rồi. Về âm thanh gõ và cảm giác gõ tất cả đều ok. Phím nó hơi lỏng một chút, hơi day day một chút nhưng mà không sao. Nó là mức chấp nhận được. Đó là Gaterong Blue ở trên EK387 Pro. Vậy thì Gaterong Red thì sao? Bởi vì là mình thấy nhá, những anh em nào mà mới chơi phím cơ ấy thì rất thích kiểu Blue đúng không? Nghe nó phải nó phải cảm giác đó. Nó phải ồn ào. Đấy, nó phải cảm giác, phải thắt tay băm, phải clicky, phải các thứ nó mới gây gớm. Nhưng mà ai cũng thế thôi, ai rồi cũng sẽ chuyển sang Red. Bởi vì là khi mà chúng ta đã quá là chán với cả cái âm thanh nó ồn ào thì lúc đấy anh em cần cái gì đấy nó thiên về trải nghiệm nhiều hơn, cảm giác ở đầu ngón tay nhiều hơn, thì lúc đấy Red lại làm cái gì đấy nó rất là thú vị. Hoặc là anh em cũng có thể lựa chọn những cái phiên bản mà Switch nó không có clicky nhưng vẫn có thắt tay băm chẳng hạn, thì cũng là một cái lựa chọn rất là hấp dẫn. Và Era cũng có những option như vậy cho anh em luôn. Nếu như mà đến với TNC Store anh em không biết phải lựa chọn cái loại Switch nào thì tại TNC Store bọn mình có cái các loại Switch để anh em gõ thử luôn. Lúc đấy anh em sẽ tìm ra cái loại nào mà anh em muốn, độ nặng, độ nhẹ khác nhau hay là gì đấy, thì nhân viên tại TNC Store sẽ tư vấn rất là nhiệt tình cho anh em luôn. Còn đây là cái Red Switch. Chúng ta cũng lại đến với cả cái thanh Space trước nhé. Khi mà mình day thì cái âm thanh lạch cạch nó nhỏ hơn so với cả Blue. Khi mà mình nhấn và mình không nhấc ngón tay lên. Ồ. Nó rất đều luôn, tiếng rất đều. Nhấn mạnh. Ngon đấy chứ. Còn khi mà mình gõ nhanh thì sao? Chắc là tại mình sử dụng phím cơ lâu rồi cho nên mình khoái những cái bàn phím mà nó êm và mượt như Red hơn. Đấy, cái cảm giác bottom out của chiếc bàn phím cơ này nó rất là thú vị nhá, nó không bị đanh đâu. Khi mà anh em nhấn xuống đến cuối hành trình của Switch ấy, nó sẽ hơi êm, hơi mượt một chút. Nó chạm đáy xong nó lại khi anh em nhấc tay lên nó trả lại và cái bề mặt của keycap nó vẫn dính vào tay anh em. Đặc biệt là cái bề mặt keycap bằng PBT này nó hơi nhám nhám một chút và nó sẽ không bị bóng dần theo thời gian như là ABS, cho nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm về cái độ bền của nó trong tương lai, cũng như là cái cảm giác của anh em nó sẽ được đồng đều theo thời gian chứ nó không bị thay đổi. Có Red này ngon đấy, Gaterong Red. Ok, bây giờ thì anh em hãy cùng mình thử tháo ra xem bên trong Era họ tinh chỉnh những gì ở bên trong này nhá. Vâng, để tháo được một chiếc bàn phím cơ Era dòng EK này ra thì cũng quá đơn giản như mình chia sẻ rồi, không có ốc vít gì cả, anh em chỉ cần cậy những cái lẫy ở đường viền này thôi, anh em chỉ cần thò móng tay hay là thò một cái thẻ gì đấy, kiểu thẻ SIM điện thoại ấy, cái vỏ SIM ấy, em cứ miết miết theo một lúc là nó sẽ ra, và đây, nó sẽ nhấc lên được như thế này. Và dĩ nhiên rồi, bên dưới này thì anh em sẽ có cái plate tết kim loại rất là dày. Ok, thiết kế thì cũng không có gì gọi là quá mới mẻ, mình đã quá quen thuộc với cái cách xử lý của Era rồi. Ở đây chúng ta, anh em cẩn thận nhé, sẽ có một cái cọng dây như thế này. Đó, sẽ nối với cả cái bo mạch của phím và cái cổng USB Type-C ở đây. Cho nên anh em sẽ nhẹ nhàng anh em rút nó ra. Đây, và bên trong chúng ta vẫn sẽ có cái mút tiêu âm như thế này. Cái mút này thì mình đánh giá là cái độ đặc của cái mút nó không quá đặc, đủ để ở cái mức gọi là tiêu âm. Nếu như mà anh em muốn độ lên ý, thì anh em hoàn toàn có thể lấy cái mút này ra, anh em cắt một miếng mút khác đúng kích thước như này, đúng độ dày như này, miễn là đừng bị đặc quá. Thì mút đặc quá ý, thì nó sẽ bị cấn ở bên trong. Nhưng mà mút đặc cũng có cái tác dụng của nó là cái bàn phím nó sẽ đầm và chắc hơn. Ở đây thì anh em sẽ thấy là bảng mạch thì tất cả các cái switch ở trên chiếc bo này đã được hàn chết rồi, cho nên là về cái khả năng tiếp xúc của nó thì gần như là bất tử luôn. Ngoài ra thì mình thấy ở đây là nếu như mà anh em muốn độ thêm bóng led chẳng hạn, độ thêm đèn, chiếc bàn phím này nó sẽ không có trang bị sẵn đèn là led nền cho anh em nha, thì cũng sẽ hơi khó một chút bởi vì mình không thấy lỗ để anh em hàn chân đèn. Cho nên là mình nghĩ là cái việc độ chế ở trên chiếc bàn phím này sẽ hơi khó một chút.
Ok, đấy, ở bên trong thì như vậy thôi. Cái plate thì vẫn là bằng kim loại, rất là dày như thế này. Đây là chiếc bàn phím chúng ta. Và lắp lại thì cũng chỉ cần cạch. Đó. Tạch. Tạch. Ô, tạch là ăn chứ không phải tạch mà tạch đâu nhé. Này. Vâng. Và đó là Edra EK387 và 3104 phiên bản Pro Gateron. Đó, chúng ta sẽ có một cái bộ switch hoàn toàn mới, một bộ keycap rất là ngon lành. Đấy, Skydon màu xanh dương nhạt rất là đẹp, với cả những cái phím này sẽ màu nâu, màu cà phê. Sau đó là nói chung là mình thích cái màu này, nó trầm, nó vừa đủ các cái ký tự vừa đủ sáng. Đấy, nhìn rất là chill, rất là dễ chịu đúng không? Ngoài ra thì anh em sẽ có một cái kết cấu bàn phím tương đối là ổn, thiết kế form thì cơ bản và nó sẽ rất phù hợp với những đối tượng như thế nào. Đấy là anh em mới chơi bàn phím cơ và muốn trải nghiệm những chiếc bàn phím mà có thiết kế cao cấp, được trau chuốt rất là tốt trong cái khoản gọi là hoàn thiện. Bên cạnh đó thì nó cũng phù hợp với những ai mà anh em muốn đi sâu hơn vào chơi bàn phím cơ. Tại sao mình lại nói là muốn chơi sâu hơn vào bàn phím cơ ấy? Tại vì như thế này, trước khi anh em bỏ tiền ra anh em mua một cái bàn phím nó thật sự là đắt tiền và anh em muốn độ chế nó, muốn nâng cấp nó, muốn lúc lại, muốn thay đổi những gì bên trong nó theo nhu cầu, theo ý muốn của anh em ý, thì anh em sẽ phải hiểu rõ cái kết cấu của nó như thế nào ở bên trong. Anh em sẽ phải tháo ra, anh em sẽ phải tập tành, anh em sẽ phải thử nọ thử kia. Và đây sẽ là một con chuột bạch rất là phù hợp để anh em có thể làm được những điều đó. Tại sao? Anh em không phải bỏ ra quá nhiều tiền mà anh em vẫn có thể tự tin anh em làm được rất nhiều thứ. Anh em tháo bung ra, anh em thử bung mối hàn của các cái switch, anh em thử tự thay switch hàn, anh em có thể thử tự lúp lại từng con switch, anh em có thể tự thay thế được cái form, cái mood tiêu âm bên trong, anh em làm được rất nhiều thứ luôn mà anh em không bị gọi là tiết tiền quá. Bây giờ tự nhiên mua một con bàn phím 3-4 triệu về tháo tung ra, sót đúng không, ghê đúng không, chưa làm bao giờ cũng rẻ đấy, hãy tập thử trước. Còn anh em mới chơi bàn phím cơ thì mình không có lời khuyên nào khác nữa rồi. Edra đã là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Mỗi tội là bây giờ có quá nhiều mã cho nên là anh em sẽ phải hơi đau đầu để lựa chọn đấy. Nhưng mà không sao, cứ đến TNC đi, bọn mình sẽ giúp anh em tìm ra được cái bàn phím mà phù hợp nhất với mọi người. Link chi tiết của hai chiếc bàn phím cơ này thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye.